Nếu bạn hỏi một cô gái, điều gì làm cô ấy giận dữ bây giờ, bạn đó sẽ trả lời ngay rằng, chính là làm phiền chân của cô ấy. Anh trai trèo lên chân chị đẹp. Đừng bao giờ lau chân cô ấy bằng bảng đen này. Cũng đừng trực tiếp kéo chậu lô hội này đến đây. Nếu không, tức quá đi mất. Anh làm tôi khó chịu vô cùng. Khó chịu vô cùng. Trực tiếp giận chết rồi. Làm thế nào để cảm thấy ngứa chân? Chết tiệt, mà chỉ mới thức dậy và không thể bị phát hiện. Tôi phải lèn xuống. Đây là để giúp anh ta thoát khỏi chân của nữ hoàng. Lô hội này không thể dùng trực tiếp được. Đây có một cái kéo cắt đi. Cái này cắt ra có thể dùng được. Cây chậu này không dùng được. Bảo trì tiền thuê hàng tháng của cô gái trẻ. Ai nói lô hội này cũ? Lô hội này thật tuyệt vời. Xuống một chút, còn có dầu bôi trơn. Bôi trơn tiền thuê hàng tháng của cô gái trẻ. Ôi, còn có một con mèo trên mặt đất dính. Nó có gai trên lưỡi. Ừ. Ha ha ha. Lưỡi của mèo con có ngạnh, ngứa quá. Trên bàn này còn có một món ăn nữa. Bên trong cũng có dầu cũng có thể dùng được. Có rất nhiều dầu trong bữa ăn. Ai nói đậu này ra? Thật tuyệt vời. Sau đó còn có một cái xà phòng thơm rửa chân cho nó. Làm sạch chân tắm của cô gái trẻ. Tôi thích rửa chân. Trên bảng đen có một cái đồng hồ. Bên trong có một con chim. Đây còn có lông vũ. Cù nó đi. Ha ha ha. Lông chim có thể cào tiểu thư ngọc tộc lại xuống một chút. Sau đó có một cái tủ mở ra. Đây là một cái xúc xắc lông gà. Ha 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 ha. Xuống nữa đi. Sau đó kéo rèm cửa ra. Bên ngoài có một người. Chảy nước mũi rồi. Ôi, anh làm gì thế? Cần chút nữa. Sau đó, người này có hai quả trứng trên người. Cũng có thể dùng. Cảm giác như tôi thiếu một cái gì đó. Cuối cùng cũng xuống được rồi. Bỏ đi, con chó ngoan đáng được thừa một chút. Đừng bao giờ đưa roi cho học trưởng đánh vào chân học dân. Cũng đừng đưa súng máy điện này cho học trưởng. Nếu không, mày làm tao đau. Cậu không muốn phần thưởng. Học trưởng trèo lên chân tôi có phần thưởng nha. Đây là giúp học trưởng leo lên chân học sinh. Mạng nhện cho học trưởng. Chân của đàn em dính chặt. Dính có thể leo lên. Em gái vẫn còn keo trên tay. Cái này cũng dùng được. Keo dính. Lại leo lên rồi. Ngoài ra còn có thuốc bổ tóc. Để chân em gái mọc lông chân. Sao em gái còn mọc lông chân? Hum, như vậy dễ dàng hơn để leo lên. Đây còn có bàn chải. Bàn chải, bàn chải để tăng ma sát. Da đã được chải, ma sát tăng lên. Ở đây còn có nến. Gửi tiền bối. Dễ dàng hơn để đứng dậy sau khi nến tan chảy. Nến không nên trơn hơn sau khi tan chảy sao? Đây còn có dây thừng. Em gái trói lại nhé. Sắp lên đến đỉnh rồi. Mở cửa sổ ra. Còn 10.000 vớ nữa. Mặc cho đàn em có 10.000 vớ. Đứng lên có động lực hơn. Cần chút nữa. Mở đầu phun này ra. Đưa cho anh ta cái đầu phun này. Nấm mọc. Dễ dàng hơn rồi. Nấm mọc rồi. Cuối cùng tôi cũng trèo lên được rồi. Học trưởng thường cho bạn cùng nhau tắm. Vậy dùng bút này. Bạn có thể cứu ông chủ không? Cậu đang vẽ gì trên lòng bàn chân tôi vậy? Tôi đi đây. Tôi phải chạy ra ngoài. Mài chân. Làm bạn sợ hãi mới được. Cấp độ này là để giúp người đàn ông rơi xuống bàn. Trước tiên hãy dùng con mèo này để cứu ông chủ. Mèo con đến dẫm sữa lên lòng bàn chân của ông thoải mái. Sau đó trên tủ này còn có một khẩu súng cân gan chân. Mở sắc đi. Mở sắc chân cho ông chủ. Nhỏ gọn và mịn màng hơn. Trên bàn này còn có một tách trà sữa. Đủ trơn. Lụa latte dưới chân. Khoảnh khắc mịn màng. Sau đó có một bông hoa ở đây trên cửa sổ. Nước hoa có thể làm ẩm chân ông chủ. Sau đó còn có một cái đồng hồ nữa. Đưa chân ông chủ trở lại thời thơ ấu. Hãy để lòng bàn chân của ông chủ quay ngược thời gian. Trở lại mềm mại như một đứa trẻ. Bên trong túi ông chủ còn có sữa body. Hoa sữa dưỡng thể cho chân ông chủ. Da chân nhiều hơn. Được rồi. Ngoài ra còn có một dấu bốc quét sàn trên mặt đất này. Quét chân ông chủ. Vệ sinh chân ông chủ bằng dấu bốc quét sàn. Sau đó còn có máy hát không dùng được. Đặt đĩa này vào. Nghe nhạc đi. Cả người đều thư giãn. Trên đó còn có một quả bóng dây thép. Kéo bằng quả bóng dây thép. Da chết trên lòng bàn chân đều bị trà sát hết rồi. Khoảnh khắc mịn màng. Còn không xuống sao? Cửa sổ mở ra. Đây còn có một cái lau kính. Lau chân cho ông chủ. Đại ca đến lau chân cho ông chủ của tôi. Cậu thật thông minh. Sau này anh sẽ là phó chủ tịch của công ty.